cao để lắp cho, có ứng dụng là để làm mũi khoan nha, với dao phay trụ. Ví dụ như đây là mũi khoan 9 ly thì ta sẽ lấy cái sơ mi lót dao này nè là 8-9. Là 8-9 hoặc là 9-10. Đó, 9-10 là dao là cái mũi khoan 9 ly. Đó. Mũi khoan 9 ly nè. Đó. Còn cái mũi khoan như ví dụ như 10.3 này đi. 10.3 nè, là ta chỉ lấy được cái sơ mi lót này khoảng từ 10 đến 11. Ví dụ như thế này. Này là từ 10 đến 11. Là ok. Phải tại vì 10 đến 11 là lấy từ con dao số 10 đến con dao số 11. Là ok. Ví dụ lắp lên vô á thì ta lắp như thế này. Để lên. Xong ta bẻ nó vô. Là ok, nó đã vô. Để vô. Khi lắp thì ta coi cái độ dài. Ví dụ như cán dao thì ok. Là nó chỉ như đây thì ta lắp chỉ dưới cái này. Dưới phần lưỡi này. Đây là phần lưỡi cắt. Tùy theo nhu cầu gia công thì ta lắp dài hay ngắn thôi. Siết khá chặt, không có nên chặt quá. Vậy là ok. Này dao này thì được là làm cho mấy anh chụp. Rồi. Loại dao như này á thì mình lắp cho mũi khoan hoặc là dao phay trụ. Dao phay trụ này là dao 6 ly. Cái phần dao cắt này là 6 ly. Cái chỗ này thì nó hơi bự hơn tí xíu thì chắc chắn ta sẽ lấy từ 6 đến 7. Là này là ok. Lắp vô giống như này. Ok. Sao vậy? Ok.